Ok, chào bạn, mình là Gà đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cái tựa game Feed Your Pet và tiếp tục cái cuộc hành trình để thể săn những con thú trong tựa game này nha các bạn. Dạ, và trong cái tựa game này, trong cái video hôm nay á, thì mình sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ để lấy và nhận nuôi một cái con mèo Ai Cập các bạn. Không biết là ở trong phiên bản cũ là các bạn có nhận nuôi được con mèo Ai Cập hay không nhé. Nhưng mà trong phiên bản mới, mình vừa phát hiện ra các bạn cần phải hoàn thành một nhiệm vụ để có thể nhận được cái con mèo Ai Cập này. Cũng như là mình đã khám phá được cũng thêm vài vùng đất mới rồi. Để khám phá những vùng đất mới trong tựa game này thì các bạn phải bắt được những cái loại động vật khác nhau. Tới mỗi số lượng nhất định thì nó sẽ mở cho bạn một cánh cổng qua vùng đất mới ha. Bên cạnh đó thì những con pet các bạn nhận nuôi được, những con pet các bạn bắt được nó sẽ có những tuyệt chiêu. Và một số nơi trong cái bản đồ của tựa game này nó cần phải có những tuyệt chiêu đó, như là phá đá nè, phá đá đập đá ha, tuyệt chiêu leo, tuyệt chiêu bay, tuyệt chiêu lặn, rồi tuyệt chiêu phá dung nham vân vân. Đó, thì đó cách chơi tựa game này. Và cho bạn nào chưa biết về cái tựa game Feed Your Pet này, chưa chơi lần nào á, thì tựa game này là một tựa game chúng ta chỉ việc đi vào bắt những con pet, nhận nuôi nó, nuôi cho nó ăn tới một cái cấp độ nhất định. Ví dụ lên nuôi lên cấp 13 nha các bạn, thì chúng ta có thể cưỡi được con thú đó. Ok, như vậy thôi. Và các bạn càng khám phá nhiều con vật mới thì các bạn sẽ càng mở được những vùng đất mới. Còn những con vật bí mật hay không thì mình không biết, như nhiều bạn đã comment trong video kia là Phượng Hoàng rồi khủng long bla 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 các kiểu ha. Rồi ok, các bạn thấy ở đây á, wow, thanh niên này có một cái con có khủng long các bạn. Hình như con này mình biết chỗ bắt nè. Và các bạn thấy á, cái con của mình, cái con chó của mình là cái màu rất là kỳ đúng không? Bởi vì các bạn đã comment trong cái video trước mình đã đọc ha, là các bạn mua cái xô á, đây cũng cái xô đây. Hiện tại cái xô mình hết rồi các bạn, thì mình sẽ đi cho bạn coi nha. Thì các bạn có những cái xô đó chính là nó cung cấp cho bạn cái gọi là cái sơn á, để mình tô những con pet các bạn. Khá là vui luôn. Thì bây giờ chúng ta quay lại với cái việc mà có thể nhận nhiệm vụ để có thể lấy được cái con mèo ha, là các bạn phải thu nhặt được 600 cái cục màu xanh này. Đây, hiện tại góc phải bạn thấy mình là 557 rồi đúng không? Đó, bây giờ là mình cứ đi thu nhặt cho 600 thôi rồi mình qua bên kia để mình đổi con mèo nhé. Cái tựa game này bây giờ từ từ nó biến thành một tựa game simulator rồi các bạn chỉ việc vào ha. Bên cạnh cái việc các bạn đi bắt thú, các bạn kiếm tiền để bán một nơi nào đó, kiếm những vật liệu ha, cái cây nào đó bán một nơi nào đó để kiếm tiền rồi mua những cái lưới, thì các bạn có thể làm nhiệm vụ. Yeah, chúng ta có thể làm nhiệm vụ mỗi ngày, cứ mỗi 30 phút hay 1 tiếng thì có thể làm nhiệm vụ lại cái con vật đó. Có rất nhiều con vật trong tựa game này có nhiệm vụ luôn. Các bạn chỉ việc đi vào ha, lượm những cái cục màu này nè. Hiện tại mình thấy mình khám phá được là có 4 màu, là màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá cây và màu trắng. Những cái cục pha lê màu khác mình không biết là có hay không, nhưng mà hiện tại mình chỉ thấy có như vậy thôi. Ok, và những con pet, số lượng pet mình đã tìm được trong tựa game này là 14 loại khác nhau các bạn. Tức là chúng ta bắt được nha, không phải tìm được. Các bạn có thể tìm được rất là nhiều, nhưng các bạn bắt được thì nó mới tính. Mình đã bắt được 14 con pet khác nhau rồi. Và nếu các bạn muốn kiểm tra con pet khác nhau ở chỗ nào thì các bạn hãy bấm vào chỗ này. Có nguyên một con chim cánh cụt nè, bấm vào đây ha. Thì ở đây nó ghi là My Pet, những con pet của tôi là con gì, bla bla bla. Ở đây thì nó chỉ có là những con pet các bạn đã bắt được thôi. Còn đây là Specify nè, một cái index cho các bạn có thể biết được vị trí, cũng như là con pet đó nằm ở vị trí nào nha. Ở đây các bạn thấy là có con rồng ha, và con dơi, The Dragon, The Pet nằm ở khu vực The Volcano. Rồi Riffle và Pegasus nằm ở Skyland vân vân. Tại vì sao các bạn thấy là mình chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 con pet thôi các bạn. 6 con pet và 1, 2, 3 con pet mình đang show ra ngoài đây là 9 con ha. Nhưng mà mình tới 14 con. Bởi vì một số con pet mình bắt được nhưng mà mình không có nở ra các bạn. Đây, có con panda, con gà, con camel, con heo, con khủng long, tắc kè gì đó các bạn. Khí đột hết nè. Ok, rồi thì bây giờ mình sẽ đi collect cho nó xong nhé. 567 rồi. Ở khu vực bên đây thì rất nhiều cái nơi chúng ta cái pha lê màu xanh luôn. Ngoài ra thì ở đây nè, các bạn cứ thu nhặt cái cây này nha. Cây này cây gai cái gì đó, thì nó sẽ cho các bạn có một con sư tử các bạn. Có sư tử làm nhiệm vụ ha. Bây giờ hiện tại mình đang có là 1, 2, 3. Mình đang có là bao nhiêu ta? 132 cây gai rồi các bạn. Cà rốt ha, cà rốt thì cho mèo hay gì đó ăn. À không, có mèo ăn cái lá các bạn. Hiện tại mình thấy con chó là ăn cà rốt thôi. Với lại hình như là con heo nè. Tại vì trong đây không có thịt các bạn. Trong đây toàn là cây thôi. Các bạn cứ đi thu nhặt những cái cây và cho những con pet mình ăn thôi. Mỗi con pet sẽ có một cái loại thức ăn khác nhau ha, chứ không phải con nào cũng giống con nào đâu. Ok, bên đây rất nhiều cái pha lê màu xanh luôn nè. Pha lê xanh lá cây và xanh dương luôn nha. Đó, cứ liên tiếp chuột như vậy thôi. Bởi vì đây là cái lý do mình nói là tựa game này riết nó sẽ biến thành một tựa game simulator các bạn ạ. Thì cái con mèo Ai Cập nằm ở đâu các bạn? Con mèo Ai Cập các bạn sẽ tìm nó ở bên kim tự tháp nha.
một cái kim tự tháp cổ đại ở trên cái vùng đất mà yêu cầu các bạn 4 loại pet khác nhau, 4 hay 6 gì đó. Và các bạn yên tâm đi, những cái cục xanh xanh này sau một khoảng thời gian nó sẽ hồi lại thôi. Với là một điều nữa, mình không biết là cái mật ong nó nằm ở đâu, chưa tìm ra được cái tổ ong các bạn. Hay là nó sẽ nằm ở một cái vị trí nào đó khác xa chỗ này. Hiện tại vẫn chưa tìm được cái vị trí chúng ta có thể kiếm được tổ ong ha. Bởi vì tổ ong có một số cái con pet của mình nhận nuôi được á, thì nó sẽ ăn mật ong các bạn. Khá là khó hiểu. 890. Đây, trên đây là con sư tử đó các bạn. Con sư tử này lát mình sẽ làm nhiệm vụ xong luôn nha. Đường lên đâu ta? What the hell? Ở đâu vậy? À đây. Hello. Đây. Các bạn thấy ha. Đó, cái con sư tử này nó ghi là Lion Leon nè, hãy đưa tôi 150 trái cây đầu. Đó, head fruit các bạn. Và tôi sẽ cho bạn phần thưởng là 10 cái thức ăn candy cane, candy popcorn ha, 4.000 tiền, 4 cái lưới và 70 tiền kịch. Vậy, cái tiền kịch là cái mà chúng ta có thể mua được trước mắt nha bạn. Là mình thấy chúng ta có thể mua được những cái đồ mà sơn pet á. Không biết có bạn nào đã chơi từ game này. Tại vì nhiều bạn nói là từ game này bây giờ nó khác xưa nhiều lắm rồi ha. Không biết bạn nào có chơi từ game này, bạn đã nhận nuôi được cái con mèo Ai Cập chưa? Nếu chưa thì các bạn hãy coi video này. Và các bạn nếu thích từ game này thì có thể vào chơi để lấy những con mèo ha. 600 cái viên đá màu xanh nha các bạn, 605 rồi, ok. Để mình sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ kia luôn ha, 150 các bạn. Bởi vì cái việc chúng ta kiếm được cái lưới á, các bạn qua những vùng đất khác để bắt những con thú mới khá là ok. Và mình nhận thấy là khi các bạn bắt được khoảng 16 con pet á, 16 là pet khác nhau, thì sẽ mở được một cái khu vực ngay chỗ cái spawn của mình luôn. Ở đây không có bản đồ nha. Có một khu vực ngay chỗ cái spawn của các bạn á, ngay chỗ cái khu vực nông trại các bạn sẽ yêu cầu các bạn là 16 loài động vật khác nhau, sẽ mở được cánh cổng qua bên đó ha. Đấy, các bạn cứ lượm những cục này đi, không có thừa đâu. Bởi vì những cái con pet á, các bạn thấy những con động vật khổng lồ trong cái bản đồ từ game này là nó đều cho chúng ta hầu hết nha, 80%. Nó đều cho chúng ta là đi thu nhặt những cục pha lê hết, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, vân vân. 156 rồi, ok. Yeah. Đây. Một số con khác á, thì ví dụ con hươu cao cổi của các bạn bắt 3 con heo nè, 3 cái trứng heo à, cho chúng ta 2.000 tiền. Thì đa số thì đa số những con pet yêu cầu chúng ta như vậy chỉ cho chúng ta phân bón thôi, ít lắm, ít khi cho chúng ta những cái lưới lắm. Chúng ta cần có những cái lưới các bạn, bởi vì cái lưới mua rất là mắc tiền luôn. Đây, click to complete. Wow, cá đuối các bạn ơi. Hình như con cá đuối là nằm trong khu vực này nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi lấy con mèo Ai Cập, đi đổi con mèo Ai Cập. Và các bạn đoán xem con mèo Ai Cập nó sẽ ăn cái gì nha. Lên đây, lên đây. Nhiều bạn comment là trên đây có con phượng hoàng đúng không? Phượng hoàng là con gì ta? Để xem. Pet nè. My pet species found ha. Mình đã tìm được Jellyfish. Phượng hoàng là tên gì nhỉ? Để xem. Forest desert. Phoenix. À. Đây. Phoenix là phượng hoàng. Thật sự là con phượng hoàng nó nằm ở trên khu vực này. Nhưng mà mình chưa biết nó bắt ở đâu cả. Bạn nào biết thì hãy comment nha. Một số con sẽ ăn cây xương rồng nha. Hiện tại mình đang xài 3 con pet, một con chó nè, một con bọ cánh cứng nè, một con chuột. Thì các bạn thấy con chuột của mình thì nó có tới 3 tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu đào đá, smart đập đá nha các bạn. Tuyệt chiêu thứ hai là temperature, tức là tuyệt chiêu thiêu đốt. Thiêu đốt này là có thể vào đuối lửa nha các bạn. Tuyệt chiêu dig, tuyệt chiêu đào nè, đào đất nè. Ồ không phải, tuyệt chiêu dig nè, dig up the random gem. Tùy theo mỗi level, ok. Con chó của mình thì rất quen thuộc đúng không? À cho nó ăn nè. Cấp 20 rồi các bạn. Con chó mình thì có chiêu đào thôi, chỉ có chiêu đào thôi. Và mỗi con pet nó đều có sản xuất ra một thức ăn, như là con chó thì nó sản xuất ra dừa các bạn, trái coconut. Con chuột thì nó sản xuất ra trái chuối các bạn. Còn con bọ này ha, con bọ này thì nó có thêm một chiêu đặc biệt là chiêu bay, chiêu flying, chiêu smart đập đá nè, và sản xuất ra emerald. Wow. À hết rồi. Cái con ruồi thì các bạn sẽ trồng cái ăn thịt người, hoặc là các bạn có thể lên khu vực sa mạc trên đây nè. Bên góc bên đây nè, bên đây có rất nhiều cái ăn thịt người luôn. Đó, các bạn click vào đây, chặt cây nha các bạn. Thiệt ra tự game này các bạn không cần phải trồng đâu. Theo mình nghĩ là vậy, không cần phải trồng đâu. Cứ đi thôi. Đó, cứ đi click chuột và chúng ta có những thực phẩm nè. Ok, mỗi người mỗi khác nha các bạn. Ví dụ các bạn đã khai thác cái ăn thịt người này, nhưng mà người khác họ vẫn thấy cái ăn thịt người của họ. Cái khu vực này là khu vực mình phát hiện đầu tiên. Chỉ có khu vực này thôi là nó trồng cây thịt người nha các bạn. Ở đây mình ghi là 14/46 là chắc là con phượng hoàng sẽ nằm trên đây rồi. Bởi vì mình đã tìm hết trong cái bản đồ sa mạc này, không có một nơi nào có con phượng hoàng cả.
Thì cái kim tự tháp này là nơi chúng ta nhận con mèo nha, nó giờ hơi dài dòng chút xíu. Đó, các bạn phải có chiêu là phá đá, the smart. Thì các bạn sẽ được đưa vào trong đây. Đây được gọi là kim tự tháp các bạn. Đây là con mèo chúng ta nhận nuôi nè. Đó, bạn thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta có thể nhận nuôi con mèo này bằng cách là đổi 600 cái crystal này. Crystal màu xanh, sapphire, đây gọi là sapphire các bạn. Đây, 600 sapphire. Click to complete. Yay, và chúng ta đã có một con mèo. Mình sẽ cho con mèo ra các bạn. Đây, thanh niên này đã có con mèo khá là bự nè. Adobit. À, con này là Adobit các bạn. Hey hey. Đây, con mèo của mình đây. Như vậy là các bạn này đã có rồi, chắc là bạn chơi lâu các bạn sẽ biết ha. Chúng ta vừa được khám phá thêm một con Adobit, tức là 15 con bé khác nhau rồi. Thì là thú vị. Như vậy là chúng ta cần phải đi, bây giờ mình sẽ đi qua những vùng đất khác cho bạn khám phá nha. Để mình xem con mèo của mình ăn cái gì ta. Đâu rồi? Mèo ơi. Con mèo, wow. Con mèo này ăn sapphire. Ngon vậy. Con mèo này ăn chay hả bạn? Con mèo này nó ăn đá mới ghê chứ. Thiệt là dã man. Con mèo này rất nhiều chiêu luôn. Nó có chiêu smart, chiêu climb, có thể leo trèo đó bạn. Và phóng dây khắp bản đồ á. Từ chiêu phá dung nham nè ha. Temperature từ chiêu thiêu đốt các bạn, nhiệt độ á. Tuyết là đào nè. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào khu vực này nha. Khu vực này yêu cầu chúng ta là có 7 loại động vật khác nhau. Bên đây thì có sẽ có một con chim tung căng các bạn. Con này yêu cầu chúng ta là 31 cái viên ngọc màu xanh. Đó gọi là emerald nha. Click to complete. Thì hồi nãy có con pet gì của mình đó cho chúng ta sản xuất emerald luôn, khá là hiệu quả nha. Và bên mỗi vùng đất nó đều sẽ có một cái hạt giống này. Nếu các bạn thích trồng cây thì các bạn thêm mua về ha. Đây đây, bên đây thì mình lại có một cái trái cây nữa các bạn. Đây gọi là trái gì ta? Đây là trái đào các bạn. Ok. Trái đào nằm ở khu vực này nha, cho bạn nào chưa biết. Đây là trái đào nè. Đó. Đi qua bên đây chúng ta lại tiếp tục có một con chim tu căng 7 màu. Con chim tu căng 7 màu này nó sẽ cho các bạn một nhiệm vụ. Đó chính là 94, wow, sắp đủ rồi, 94 cái viên ngọc màu đỏ nha. Đây là trái chuối các bạn. Ban đầu mình tưởng cái này mật ong nha, hay là không phải mật ong, đây là trái chuối. Oh man. Đây trái chuối nè. Ok, banana. It's banana. Ở đây con khỉ các bạn. Khu vực này thì mình sẽ có hai con là con khỉ và con chim tu căng. Thử nha. Bắt cho đủ 16 con luôn các bạn. Hê hê. Ê, bấm. Bấm bậy rồi. Hey. Hê hê. One hit one kill. Một hit chết luôn các bạn. Thì là giả bạn. Rồi đi tranh thủ đi lượm những cái cục màu đỏ này nha. Cho nó đủ 94 cục. Để mình thay đổi được 4 cái lưới. Đây 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 đây. Bên đây có đây. Trên cái đình này là một con cọp các bạn. Một con cọp khá là hung dữ ha. Đây và bên đây nó sẽ có thêm một khu vực khi chúng ta mua những cái awa các bạn. Những cái bất kịch đó. Những cái xô để giúp cho chúng ta biến đổi những con bé mình thành những cái màu khác nhau, những cái màu dị hợm từ trước tới giờ bạn chưa từng bao giờ thấy. Đó nhiệm vụ thôi. Và mỗi 30 phút các bạn. Đó, cho nên bạn nào cày cuốc từ game này thì cũng sẽ có những con bé khá là nhiều và khá là xịn. Như nhiêu tiền ta. Đó bạn thấy không? Tất cả những cái xô bucket này đều cho chúng ta mua bằng ticket cả. Không có nào mua bằng tiền hết bạn. Ở đây mình sẽ thấy có một cái màu gì đây. Màu này gọi là Catalyst Spam Bucket. Màu này là Fairy. Màu này là Divine. Màu này là Void. Đẹp ha. Ok, mình sẽ mua này nha bạn. 186 ticket. Và mình sẽ quăng cái show này ra cho cái con Anubis của mình. Con mèo Ai Cập có một cái màu màu Catalyst. Hey. Ngầu, các bạn thấy ngầu chưa? Sẵn thì mua cái này luôn ha. Mình đổi màu cho cái con bọ của mình luôn các bạn. Ok. Đem màu Divine nha. Oh wow. Phát sáng. Những con pet của mình đều phát sáng. Thì trên đây có một con cọp nha các bạn. Con cọp này yêu cầu các bạn là hãy thu nhặt 1.500 1.500 cái emerald để có thể đổi được con cọp. Ok. Nếu các bạn thích tựa game này thì hãy để lại một like nha. Và để lại một comment thì trong video tiếp theo mình sẽ cày cuốc để mình lấy con cọp này. Mặc dù các bạn đã biết cách lấy con cọp này rồi, thì chỉ cần 1.500 emerald thôi. Trong video này mình đã đạt được mục tiêu của video là mình đã lấy được con mèo Anubis nha. Con mèo Ai Cập. Rồi ok. Bên kia thì nó cũng sẽ có một vùng đất khác nhau với những con vật khác nhau. Đi về hướng bên kia các bạn, nó sẽ có một con vật cho chúng ta có thể chiêu tiếp. Cái thuật chiêu tiếp là một thuật chiêu giúp chúng ta thay lặn xuống bên dưới mặt nước ha. Xuống gọi là Atlantis đó, vùng biển. Để có thể bắt được những con vật như là cá đuối, cá mập, cá heo, hải cẩu à. Chắc vậy. Thêm một cái nữa từ game này bây giờ á. Mỗi một khoảng thời gian nó sẽ cho các bạn một cơn mưa tiền. Đó là lý do các bạn thấy mình có tiền khá là nhiều luôn, 111.000 tiền nè.
Thiệt ra là mình không phải là bán đồ đâu. Mình chỉ chờ những cái cơn mưa đồng tiền đó để mình lụm thôi các bạn. Khá hợp lý. Ok, và vừa rồi trong video này như bạn đã thấy, mình vừa nhận nuôi được con mèo Anubis với cái mức giá trị quy đổi là 600 cái V-Sapphire. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để đừng bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất nào của mình mỗi ngày nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.